Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo của kênh Bardo Official. Ở video này mình muốn chia sẻ tất cả các bạn một cái cách là chúng ta chuyển từ một cái file có định dạng đuôi SHS sang file doc. Ở đây mình có một cái file của khách hàng gửi cho mình như thế này. Đây là một cái file của khách hàng gửi cho mình. Thì khi mình mở lên á thì các bạn sẽ thấy nó có hiện tượng như thế này nè. Khi mình mở lên tức là cái file đó nó giống như nó bị lỗi vậy. Chúng ta mở nó ra nhưng mà nó ra những cái chấm chấm ô ô vuông vuông gì đó, thì chúng ta không có thể nào mà mở được xem cái nội dung trong đó. Và khi chúng ta cứ lít bằng cách nào nó cũng sẽ nó cũng ra, nó không có thấy nào dùng. Do đó thì các bạn chờ một xí để coi thử cái file nó mở lên như thế nào nha. Đây. Các bạn sẽ thấy là khi mà mở cái file lên nó sẽ có cái hình dạng thế này và chúng ta sẽ mở không có được, nó không có hiện ra cái nội dung trong cái file. Và để khắc phục cái tình trạng này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tắt cái file đi. Các bạn lên mạng, các bạn chập nữa ở phía dưới cái video này mình sẽ để một cái đường link, các bạn copy cái đường link, các bạn quăng vào trong cái đường dẫn ở trên cái internet á, các bạn sẽ download về. Thì cái phần mềm này nó có tên là QS Crack ha. Thì nó có phải 3.82 MB, thì phần mềm này rất là nhẹ. Các bạn download xuống. Rồi sau khi các bạn download xuống, các bạn vào trong cái phần download của mình á, thì ở đây là cái phần mềm của nó là QS Crack nè. Các bạn lít phải chuột vào trong cái này để chúng ta giải nén ra. Đây, sau khi giải nén chúng ta sẽ được một cái file về, các bạn mở lên và chúng ta sẽ lít hai cái vào để chúng ta chạy cái file. Và các bạn bấm next tới. Bấm next và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái file này. Rồi, sau khi cài đặt xong. Thì cái file nó sẽ mở lên như thế này. Hoặc là khi cài đặt xong các bạn sẽ thấy cái giao diện cái file nó như thế này. Rồi chúng ta sẽ lít vào trong cái file phần mềm. Chúng ta né tới để ép cái file mà chỉnh sửa cái chuyển đuôi á, các bạn sẽ vào trong cái add file nè. Chúng ta sẽ add file vào, chọn tới cái file, cái nơi mà cái file chúng ta đang lưu. Rồi chúng ta sẽ chọn tới cái file và sau đó chúng ta bấm open. Rồi sau đó chúng ta bấm next. Và chúng ta đây là cái đường dẫn, đường dẫn để lưu cái file đó. Chúng ta sẽ chọn ở đây, mình sẽ lưu vào desktop luôn. Và sau đó chúng ta sẽ bấm ok. Sau đó các bạn bấm tiếp tục bấm next. Đây là cái file sau khi mà bấm net xong là nó chạy tới 100% rồi nè. Các bạn bấm net tiếp tục và sau đó chúng ta bấm finish. Sau khi bấm finish xong thì nó sẽ hiện ra một cái file báo cáo đây, nhưng mà nó đang chấm ở cái dạng là chấm rtf. Nhưng mà khi mình mở lên á, các bạn mở lên các bạn sẽ thấy có cái hiện tượng như thế nào nha. Khi mình mở lên thì nó sẽ mở được cái file Word. Bây giờ các bạn thấy là cái file Word của mình nó mở được rồi nè, đã mở được rồi. Tuy nhiên để mà mình lấy thì có thể một là mình sẽ đổi cái đuôi, đổi cái đuôi dạng, hai là các bạn sẽ save lại. Tuy nhiên mình ở đây mình khuyên các bạn nên save lại một cái file mới, tại vì mình không biết là cái Word đó nó đang, ví dụ như cái Word mình nó đang nằm 2.10, đang làm trên 2.10 mà mình đang save 2.10, mà khi mà qua những cái máy mà đang save 2.7, đang ở định dạng mỗi của nó 2.7 thì nó sẽ không mở ra được. Do đó mình sẽ nên khuyên các bạn là nên save lại một file mới hoàn toàn. Đây chúng ta vào save app, chúng ta vào nơi mà chúng ta cần save. Sau đó các bạn nè, trên đây nè, cái thằng phần size test ước các bạn là nên là chọn những cái ở cái định dạng thấp nhất, mà đây mình chọn là Word 97203, thì khi đó qua những cái dòng máy nào thì nó vẫn mở được cho nó không có bị lỗi. Sau đó chúng ta chọn và sau đó chúng ta sẽ bấm save lại. Chúng ta dẫn chọn nơi save và chúng ta save lại như thế này. Rồi sau khi ấy xong, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái file mà nãy mình save lại, mình coi thử nó có ok chưa nha. Đây là một cái file báo cáo chấm doc. Chúng ta sẽ xóa cái file này đi. Đây một file báo cáo chấm doc và chúng ta sẽ mở lên lại. Này bây giờ thấy bây giờ cái file chúng ta từ một file SHS mà đã chuyển lại thành một cái file mở được, một cái file trên thành giống như Word, và chúng ta save lại ở file chấm doc để chúng ta tiện cho công việc sau này. Rồi video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc. Và hy vọng sẽ giúp được cho tất cả bạn, cho tất cả các bạn nếu các bạn vô tình mà chúng ta gặp cái trường hợp này. Tuy nhiên là khi mà các bạn gặp
cái trường hợp mà mở không lên thì các bạn nên xem thử cái file đó, ví dụ như file Word thì chúng ta sẽ xem thử là ở cái nó có chấm cái chấm cái đuôi nó có đúng định dạng không. Có nhiều lúc đó, các bạn sẽ thấy là khách hàng sẽ lưu xong các bạn khách hàng đánh chúng đánh cái file đó là file Word, nhưng mà khi mà đánh vô Excel thì các bạn cái khách hàng là chấm cái chữ gì tùm lum tà lá đó. Khi mà mở ra thấy nó rất lạ, do đó nếu mà các bạn thấy có những cái phần lạ ở phía sau đuôi nó không phải là chấm đốc thì trước tiên các bạn nên đổi cái đuôi đó thành về đuôi đốc, các bạn vào trong rename ha. Để đổi thì các bạn vào trong ví dụ đây ha, ví dụ đây nè, muốn đổi đúng không, nhiều lúc khách hàng là họ sẽ đánh như thế này, nhiều lúc cái chữ gì đó DCC gì đó đây ví dụ vậy, nhiều lúc khách hàng đang lưu ở chế độ này, nhiều lúc vô tình nhiều lúc khách hàng vô tình người ta đã lưu cho đề, khi mà các bạn mở lên á thì nó thì thấy cái đuôi nó tùm như thế này nè, nó sẽ không có mở được cái định dạng nha. À rồi các bạn nếu có thấy trường hợp này đây nè, các bạn thấy mở lên tại nó không có thể nào nó đọc được cái đuôi nào hết à, nó không có đọc được cái định dạng của cái Word, do đó là các bạn click vào trong cái rename của mình à, bạn chọn rename, sau đó các bạn đây các bạn bấm chấm đốc à, các bạn lưu đây, ở đây có chấm rồi các bạn bấm chữ DCO rồi các bạn click ra, các bạn chọn Z thì ở đây nó sẽ hiện lại, nó sẽ hiện ra nếu mà đúng Word thì nó sẽ hiện ra đúng Word và chúng ta sẽ mở lên à, đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai á là nếu mà các bạn mở lên mà nó có giống cái định dạng mà như nãy á, nó không có mở được cái file Word, có thể là do cái file Word đó nó bị virus nó bị phá cái file rồi, coi như là cái file nó sẽ không còn tồn tại nữa. Còn cái thứ ba đó là khi mà các bạn thấy cái đuôi HS là các bạn nên sử dụng phần mềm này các bạn download về, các bạn lưu lại trong cái máy của bạn, sau khi có gặp trường hợp này các bạn mở file này ra chúng ta chạy phần mềm này, hoặc là chúng ta cài phần mềm luôn, hoặc là chúng ta sẽ lúc đó chúng ta sẽ cài phần mềm rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển những hình thức như nãy mình hướng dẫn đó, rồi sau đó chúng ta sẽ làm công việc. Hy vọng video này nó sẽ giúp ích được cho một số các bạn đang gặp cái tình trạng thế này, các bạn có thể biết cách các bạn làm. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like hoặc share để mọi người theo dõi. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh cũng như là đỡ ủng hộ tinh thần cho kênh. Và nhấn vào biểu tượng qua chuông khi mình đăng những video mới lên thì các bạn có thể là theo dõi được những cái video của mình cho về chia sẻ những lĩnh vực về in ấn và photocopy. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng phát đạt. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye các bạn.